Con thú lớn này đang thu thập những viên đá đỏ, muốn xây lên một ngọn tháp đá kỳ dị. Không ai biết mục đích của nó là gì. Fawn tò mò ở trên cây nhìn trộm. Cô còn phát hiện chân của nó bị gai đâm. Fawn bị chứng ám ảnh cưỡng chế, muốn tìm một cơ hội rút gai ra. Cô lặng lẽ đi theo con thú, nhân lúc nó về hang ngủ, liền bay tới bên cạnh, ra đó dùng sức nhổ cái gai ra. Nhưng cơn đau đánh thứ Grub đang ngủ, nó chừng đôi mắt lớn nhìn chăm chăm vào Fawn. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Giả chết. Không, không được. Không, phải biến mạnh mẽ mới đúng. Fawn bị một tiếng gầm lớn thổi bay khỏi hang, nhưng người bị rối loạn cưỡng chế sao có thể từ bỏ. Fawn liền dùng đá thu hút Grub đứng lên, nó một ngụm ngậm lấy hòn đá. Fawn tranh thủ lấy đà vọt lên, cuối cùng cũng rút được cái gai ra, nhưng viên đá rơi xuống đã đè lên cô, dù cho cô có làm cách nào cũng không thoát ra được. Lúc này Grub xuất hiện trước mắt cô. Thì ra nó chỉ có hứng thú với đá đỏ thôi. Fawn thấy nó nhấc chân lên, liếm liếm móng, lắc lắc chân, liếc nhìn Fawn một cách, kiêu ngạo quay đầu đi. Fawn vốn định về nhà, nhưng lòng tò mò lại khiến cô bay trở lại, bởi vì cô vẫn chưa biết Grub tại sao lại muốn sưu tập những viên đá đó. Cô lại phát hiện nó nhai nát lô hội, sau đó nhổ lên những viên đá, xếp chồng những viên đá nhặt được lên nhau. Fawn cẩn thận ghi nhớ những hành động của nó, vì để Grub tiếp nhận cô, còn cố ý lấy những sợi lông của nó làm áo lông. Nhưng nó lạnh lùng, còn không nhìn cô lấy một cái, luôn phá hủy ngôi nhà tạm thời mà Fawn vừa dựng. Fawn còn thử giúp nó nhặt đá, nhưng nó không cảm kích. Cô vẽ cho nó một bức chân dung, cũng bị ngăn lại. Thay vào đó những vệt sáng phát ra từ người cô, lại hấp dẫn Grub. Lần đầu tiên nó chủ động lại gần Fawn. Fawn lại thử giúp nó xếp đá, lần này không bị đẩy đi nữa, ngay cả ngôi nhà tạm mới dựng cũng không bị đạp đổ, rõ ràng là nó đã chấp nhận Fawn. Sáng sớm hôm sau, Fawn được Grub gọi dậy, một tòa tháp đá kỳ lạ hiện ra trước mắt cô. Truyền thuyết kể rằng kỳ huyễn thú Grub nghìn năm tỉnh lại một lần, khi sao băng bay qua rừng tinh linh, Grub sẽ khởi động tòa tháp đá, các tinh linh sẽ phải nhận đón một trận tai họa lớn. Fawn giúp Grub xây tháp, chẳng lẽ cô thật sự giúp nó làm việc xấu hay sao? Lần đầu tiên Grub dùng lực quá mạnh, khiến những viên đá rơi xuống vườn hoa hướng dương, cũng thu hút sự chú ý của đội trinh sát. Fawn thấy tình hình không ổn, nhanh chóng đưa nó chạy trốn vào trong rừng. Đội trinh sát nhìn thấy Grub liền toàn lực đuổi theo, bọn họ ném thuốc mê về phía Grub, bị Fawn dẫn theo nó tránh đi, sau đó chạy vào rừng sâu. Đội trưởng đội trinh sát Nix tới thư viện truyền thuyết, muốn tìm tài liệu lịch sử về con thú lúc nãy trong rừng. Tài liệu ghi rằng khi nó xuất hiện, thì rừng tinh linh Pixie Hollow sẽ gặp nạn. Fawn muốn đi tìm nữ hoàng tiếp nhận Grub, nhưng đã bị Nix giành trước một bước. Nữ hoàng cũng cho rằng Grub sẽ mang tới tai họa cho Pixie Hollow, mà Grub ở bên ngoài nghe lén cũng hắt xì một cái. May mắn được Fawn thông minh giải quyết, cô và bạn bè vội vàng muốn đưa Grub đi. Vào buổi tối đi, Grub đã đắp xong tháp đá thứ tư. Trong đêm tối mênh mông, Fawn đang ngủ ngon ở trên mũi của Grub, đột nhiên một ngôi sao băng bay qua, xa xa bốn phía hiện lên những vầng mây màu xanh lá. Lúc đó trong mắt của Grub cũng thay đổi. Fawn tỉnh lại không thấy Grub đâu, vội vã đi tìm Tinker Bell cùng đi tìm nó. Tinker Bell tìm thấy nó ở rừng tiết. Không ngờ Grub dùng đuôi quất bay cô, Fawn vội vàng đuổi tới. Cậu đã làm gì vậy? Trên trời đột nhiên xuất hiện một tia sét xanh đánh trúng tháp đá. Grub đột nhiên mọc thêm hai chiếc sừng, gầm lên một tiếng to rồi biến mất. Nhìn thấy Tinker Bell bị thương, Fawn cũng cho rằng Grub là hóa thân của cái ác. Cô quyết định dẫn dụ Grub, phối hợp với đội trinh sát bắt Grub. Sau khi nó thấy Fawn liền tỏ ra thân cận, khiến trong lòng fan có chút hối hận. Nhưng mọi chuyện đã muộn, Grub bị đội trinh sát dùng lưới bắt lại, sau đó lại dùng thuốc mê khiến nó ngất đi. Grub đau khổ nhìn Fawn, sau đó ngã ra đất. Đội trinh sát trói Grub, nhưng Fawn lại bật khóc. Không lâu sau trời nổi sấm sét, sét đánh vào những tòa tháp trong rừng Pixie Hollow. Vào lúc đó Tinker Bell tới nói với Fawn, thật ra Grub không phải muốn tấn công cô, mà còn cứu cô một mạng. Sau đó bọn họ vội vàng đi cứu Grub, dưới sự giúp đỡ của mọi người, cuối cùng cũng cứu được nó. Grub đột nhiên bị sét đánh trúng, toàn thân phát ra ánh sáng xanh, nó đột nhiên mọc ra hai cái cánh. Thì ra Grub là người bảo vệ khu rừng Pixie Hollow, nhưng lại bị các tinh linh hiểu nhầm là mãnh thú hung ác. Lúc đó nó mọc ra hai cái cánh, muốn bay tới những tháp đá giúp khu rừng chặn lại sấm sét, nhưng những tinh linh đã làm đau mắt nó. Grub vội đến mức dậm chân. Fawn hiểu ý của Grub, cô bay tới trước mặt Grub, dùng những vệt sáng vàng từ đôi cánh chỉ đường cho nó bay đến tòa tháp. Grub nhìn ánh sáng nhỏ bé đang cố bay về phía trước. Tia sét đầu tiên đánh xuống, tất cả tinh linh đang gặp nguy hiểm đều kỳ vọng lên hai người họ. Tiếp theo tia thứ hai, tia thứ ba, còn một tia nữa. Đột nhiên một viên đá lớn làm sụp đổ tòa tháp, những viên đá rơi khiến Grub rơi xuống. Thì ra là đội trưởng đội tinh linh Nix đã phá vỡ tháp đá. Cô ta vẫn cứ cho rằng Grub là tai họa của khu rừng. Đột nhiên trong không trung đánh xuống những tia sét, có một tia sét đánh về phía Nix. Grub xuất hiện chắn trước mặt cô. Lúc đó Nix mới nhận ra con thú mà bọn họ một mực đuổi giết lại chính là thần bảo vệ. Grub vẫn không cam lòng muốn đắp lại tòa tháp đã sụp, nhưng hiện tại đã quá muộn. Fawn trầm ngâm nhìn lên trời, theo ta nào. Grub vững vàng đáp lại. Fawn dẫn đường cho Grub bay lên không trung. Bọn họ ra sức bay lên, Grub nhận từng tia sét đánh tới, những tia sét khắp nơi đều được Grub hút lại.
Đột nhiên có một tia sét khổng lồ xuất hiện giữa trời, Grab cứu Fawn, sau đó nó ra sức đẩy những tia sét lên những tầng mây, bầu trời liền xuất hiện một làn sóng trắng xóa, hồi phục lại vẻ đẹp thường ngày, nhưng Grab và Fawn lại rơi xuống nhanh chóng, các tinh linh khác vội tới cứu, đội trinh sát cũng nhanh chóng theo sau, bọn họ đỡ lấy Grab và Fawn, Fawn đã ngừng thở, còn Grab thì lắc nhẹ đôi cánh đã bị cháy thành tro, kiên cường đứng dậy, nó buồn bã tới bên cạnh Fawn, đau đớn than thở, còn dùng mũi đẩy đẩy Fawn, Grab dùng bộ lông nhiễm điện của mình chạm vào Fawn, Fawn liền thần kỳ hồi phục. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Grab cũng quay lại hang và chìm vào giấc ngủ ngàn năm. Nó sẽ mãi mãi bảo vệ các tinh và Pixie Hollow, mà lần chia tay này của Grab và Fawn cũng đã định trước là vĩnh biệt.